Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn đang lên clip nha. Giờ trời mưa nó hơi ồn tí, mọi người ráng nghe nha. Giờ em đi vô giới thiệu từng mã một. Mã số 1 là một cây kéo tỉa. Này là hàng của Tulen New Zealand nha. Kéo nó còn đẹp nha. Kéo tỉa nha mọi người. Tỉa lé bonsai rồi đó. Cây này mà chiều dài của nó là 19 cm. Mã số 1 50 ke. Đi mã số 2. Đây là một cây kéo tỉa nha. Cây này hàng Alet. Cây này tỉa còn tốt này. Đó. Có tay cầm rồi nữa này. Cái này chiều dài của nó 20 cm nha. Mã số 2 100 ke nha. Đi mã số 3. Rồi một cái kéo tỉa của Nhật nha. Kéo tỉa. Này nó dính bẩn đó nha mọi người. Mũi nó còn ok nè. Đó, nó không có mẻ nha. Tỉa còn rất là tốt luôn. Nó mất cái dây gây cột rồi, mọi người đồ lại nha. Hàng của Nhật này, máy Isoban luôn. Mất cái dây cột rồi, lấy dây thun buộc vô nha mọi người. Về đồ là cái dây. Cái này chiều dài của nó là 18 cm. Mã số 3 70 ke. Đi mã số 4. Kéo bóng cành của Nhật nè. Takashi. Đó, lưỡi rồi còn ok nè, không mẻ luôn. Này đầy đủ hết, dây rồi còn luôn. Này chiều dài của nó 18 cm nha. Mã số 4. Mã số 4 120 ke. Đi mã số 5. Kéo đúc của Nhật này mọi người. Này cũng đầy đủ hết, dây nó bị đứt ra nha. Về gắn lại. Đó, dây cái đuôi nữa. Đó, lưỡi nó còn rất đẹp luôn nha. Chữ đây. Có mọc luôn nè. Cái này chiều dài của nó. Chiều dài của em này gần 21 cm nha. Mã số 5 300 ke. Đi mã số 6. Rồi một cái kéo của Nhật này. À, kéo ở đây nó không có chữ nha, Không thấy chữ, để em coi thử có chữ không nha. Không chữ nha. Kéo còn xài tốt này. Đầu mũi ok. Cái này chiều dài của nó 19 cm nha. Mã số 6 80 ke. Mã số 7 cây lít gieo nha. Lít gieo. Cây vũa lít gieo. Đó. Tiếp rất là sướng luôn. Cái này chiều dài của nó 25 nha. Còn tới vũa đây là 11 cm nha. Mã số 7 50 ke. Đi mã số 8. Kéo tỉa nha. Kéo tỉa của Nhật đây. Japan. Kéo hồ lô nha. Cái này cái kén nó hơi bị cong. Nó bị lệch một chút xíu thôi. Không ăn thua. Đúng không? Chủ yếu là cái lưỡi nó này. Đó. Cái này chiều dài của nó 20 cm nha. Mã số 5. Mã số 8 50 ke. Em đi mã số 9.
Ben gieo gập nha, ben gieo gập. Hai con hàng Sakura. Đó, con này là hàng của Nhật này. Đây cái xác gần đây cái gỗ nha, hàng này cái gỗ. Ba con nha. Mẹ số 9. Mẹ số 9 ban giao gặp 70 ke. Đi mẹ số 10. Kéo tỉa ARS nha, ARS. ARS. Đây hàng của Nhật này, máy Isabalo. Kiểu này cán kiếp đồ ok luôn này, dây đồ. Còn dép luôn. Mẹ số 10. 70 ke nha. Con này chiều dài của nó 15,5. Mẹ số 11. Xiển inox nha, xiển inox của Nhật này. Đó, ký hiệu Nhật này. Rồi ngang này 7. Chiều này là 14. Chiều dài tổng thể là 20, gần 28 nha. Mã số 11. Mã số 11 90 ke nha. Mã số 12. Kìm một quẹ nha, thương hiệu của Top. Top. Chiều dài 25 cm. Mã số 12 70 ke. Đi mã số 13. Hai anh gieo nha, một gieo gập của Nhật. Gieo đây. Gieo bếp nha, hàng cookie gì đây. Đo chiều dài con gieo dài thôi. Nên là mà chiều dài của nó cái lưỡi nó 16 nha. Bề rộng của nó là 4 hơn 4 cm tí. Chiều dài tổng thể là 28. Rồi mã số 13. 13 70 ke nha. Đi mã số 14. Rồi hai da bếp luôn. Hai da bếp luôn. Con này của Nhật nha. Con này hàng không có chữ nhưng mà mới nha, được cái mới. Con này nó có chữ nha mọi người. Đó. Chữ Nhật đây. Cái gì đây? Em đo cái dài nha. Dài là chiều dài của nó là 16,5. Chiều dài tổng thể là 19. Chiều dài tổng thể là 29, 29. Gieo nhỏ nó có cái cái nắp luôn nha. Đó. Rồi mã số 14. 14 90 ke. Mã số 15. Rồi gieo lóc thịt nè mọi người. Đó. Con này chiều dài của cái lưỡi 14,5. Để ngang này 3,5 đi. Chiều dài tổng thể 25 nha. Rồi mã số 15 100 ke. Đi mã số 16. Rồi một nhà bếp nữa. Con này chiều dài của nó là 15 nha, cái lưỡi 15. Này là 4. Chiều dài tổng thể là 27. Mã số 16. 100 ke nha. Mã số 17. Rồi một gieo của đất nha. Chiều dài của cái lưỡi là 13. Đây là 3,5. Chiều dài tổng thể là 24. Đây là gieo của đất nha mọi người. Nó có chữ ở đây. Mã số 17 100 ke. Mã số 18. Con này còn cũng gieo của đất này. Chữ nghĩa ở đây nha mọi người. Đó, phải không? Hai hình người. Con này chiều dài của nó là gần 18 nha, cái lưỡi gần 18, chiều dài tổng thể 30. Rồi mã số 18 150 ke nha. Mã số 19.
rồi gieo của Nhật này, gieo đúc của Nhật, gieo đúc của Nhật nha. Chiều dài của cái lưỡi là 11,5, chiều dài tổng thể là 20 gần 22 nha. Mã số 19, mã số 19 100 ke, mã số 20, rồi một dao của Nhật nữa nha. Đó, dao rất dài luôn. Chiều dài của cái lưỡi là 10,5, chiều dài tổng thể là 22,5 nha. Rồi mã số 20, 150 ke. Mã số 21. Rồi một con dao của Nhật nữa. Đây cũng có chữ, kén chữ luôn. Trên này cũng mặt chữ luôn nha. Mã số 21, 150 ke nha. Chiều dài của cái lưỡi là 13,5, tổng thể là 26,5 nha. Mã số 21, 150 ke. Mã số 22, cà lê đuôi chuột 13 nha. Này hàng shipper, cà lê đuôi chuột nhỏ 13 nha. Nhật này, Japan này. Mã số 22, 60 ke. Kìm em chết mini nha. Con này chiều dài của nó là 14 đi. Mã số 23, 100 ke. Mã số 24, màu lết nha, thương hiệu của Top. Chiều dài của nó là 20 cm nha. Hàng xài càng tốt nha. Mã số 24, 40 ke. Mã số 25, 5 mũi khoan bê tông nha mọi người. 5 mũi. Mũi 10 nè, 12, 12, 10, 12 hả, 16, 18, 10, 12, 16, 18. Đó. Có mũi ba cháu của Nhật nữa này. Mũi khoan gài nha mọi người. 5 mũi. Mã số 25, 25, 150 ke. Mã số 26, 26, mở lết 300 này, 300 ml là 30 cm á, thương hiệu của Top nha, răng miệng khít này, hàng xài còn ok luôn. Mã số 26, 120 ke. Đi mã số 27, 27, lưỡi cắt tường của Nhật nha, đường kính là 10 cm, cái lỗ là 2 cm nha. Đây còn ấy nè, còn nước thép luôn, còn hợp kim á. Mã số 27, 40 ke. Đi mã số 28 thước nha, ai cần thì chốt. Mã số 28, 50 ke, thước nhôm nha. Mã số 29, cần 3/8 nha, 3/8 cần thường thôi, không có chữ. Mã số 29, 50 ke. Mã số 30, rồi cần 3/8 luôn, đây của Nhật nha, ốc ép đầy đủ nha. Mã số 30, 80 ke, cần 3/8 nha. Mã số 31, cần cái KTC nha. Đó, chốt gạt đồ kê nha, rất là nhiệt luôn. Mã số 31, 130 ke. Mã số 32, thước Nhật nha, 2 m, rất là nhầy luôn. Đó, chữ nghĩa rõ ràng. Mã số 32, 40 ke. Mã số 33, rồi đây thước Nhật luôn nè, 2 m nha. Nó có cái nút chặn này đây nha mọi người. Đó, rồi có một cái ống thủy lực nữa. Rồi mã số 33, 50 ke. Mã số 36, rồi cái mở xích nha, 10-22, 10-22 của Nhật này, Japan. Mã số 36, 50 ke. Mã số 37, kéo cái tôn nha, kéo cái tôn. Nên là Pro Aster, Pro Aster. Mã số 37, 37, 150 ke. Mã số 38,
rồi kéo vector này luôn, đây lớn cái kia chút nha, lưỡi nó còn ok này. Cái này chiều dài của nó gần 30 cm nha, mã số 38 38 200 ke nha, mã số 39. Cái cầm ống nha, bằng nhôm đó. Phi dao phi 40 đây. Cầm phi 40. MC nha, mã số 39. 150 ke nha. Mã số 40. Kìm mũi nhọn nha, Mary đó. Kìm còn đẹp luôn này. Kìm có lo xo ở giữa nữa. Nó hơi rít tí mà người về nhỏ nhớt vô nha. Đó. Răng miệng ok luôn. Độ dài này 16,5 nha. Mã số 40. 70 ke. 41. Kìm phe nha, kìm phe. Mã số 41. 50 ke nha. Chiều dài của nó là 15,5. Đi mã số 42. Kìm cắt nha. Kìm cắt của Nhật này. Nó có hai lỗ tút dây điện. Này 13 cm thôi nha, chiều dài chỉ có 13 cm thôi. Nhưng mà răng miệng còn đẹp. Mã số 42 30 ke. Mã số 43. Kìm điện mini mini nha. Chiều dài của cây này 12 cm. Mã số 43 20 ke. Mã số 44. Kìm nguội nhỏ này. Răng miệng khít nha. Đó, răng miệng khít. Này chiều dài của nó 16 cm. Mã số 44. 50 ke. Mã số 45. Này kìm điện super nha. Răng miệng còn đẹp luôn này. Đó. Vỏ biết ok luôn. Răng không mẻ nha mọi người, răng không mẻ. Cái này chiều dài của nó gần 19 cm. Mã số 45. 100 ke. Mã số 46. Kìm ngồi nha, da ban này, da ban. Răng miệng khít nha. Hèm khít ok này. Cái này chiều dài của nó 21 cm nha. Mã số 46. 46 100 ke. Mã số 47. Tôi vít nha. Tôi vít nè, chủ yếu cái đầu nó này. Đó, mọi người xem cái đầu nó nha. Vít Nhật, chiều dài của nó gần 19 cm nha. Mã số 47. 30 ke. Mã số 48. Cái này vậy, chiều dài của nó cũng 10 chia gần 19 cm đó, đầu nó này. Mã số 48 30 ke. Mã số 49. Vít dịp nha. Dịp vàng. Đây hàng về sale nha. Cái này chiều dài của nó gần 20 cm. Mã số 49. 49 30 ke. Mã số 50. Đây một tô vít dịp luôn nha. Hàng về sale. Đây chiều dài của nó gần 20 cm. Mã số 50. 30 ke luôn nha, 50 30 ke. 51. Rồi, tô vít đen nha, hàng về sale luôn. Đó, mũi nó này, đầu mũi nó. Này chiều dài của nó gần 20 cm. Mã số 51 40 ke nha. Mã số 52. Rồi, cái tôi vít hàng về sale đây, đầu nó đây nha. Chiều dài cái này gần 25 nha, gần 25. Rồi mã số 52. 52 45 ke. Đi mã số 53.
53 đầu vít nha. Cái này chiều dài của nó gần 25 luôn, mã số 53 53 50 ke. Đi mã số cuối cùng là cây cưa nha, cưa tay dì me đó, cưa tay dì me, lưỡi con xài tạm được nha, nó không phải là ấy đâu, nó có cục cũ nhưng mà xài được, tay dì me nha. Cưa là 2 be nha, chiều dài 2 be, chiều dài tổng thể là 50 nha, 50. Mã số 54 120 ke. Vui vì em xin nói vài lời nha, tại vì mới lấy hàng hôm bữa về, mới vệ sinh xong á, có nhiều món cũ thì nó giá nó bình dân, còn mấy món mà mới lấy á thì nó giá nó hơi kèo chút, do hàng mới xẻ ra chứ không phải hàng đi mót nên nó rẻ nha, nên mọi người thông cảm. Với lại về bữa nay phí ship bên giao hàng tiết kiệm nó cao á, nên mọi người ráng mua vài món cho nó đỡ tiền ship nha. Rồi cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em xin dừng clip tại đây.